Kính chào quý vị và các bạn đang đến với phần điểm tin nhanh lúc 15 giờ ngày 5 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, cuộc thăm dò mới do NBC News Wall Street Journal thực hiện được tiến hành trong 2 ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên trong ngày 29 tháng 9, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có kết quả dương tính với COVID-19. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước ông Trump 14 điểm, tăng 8 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò được thực hiện trước cuộc tranh luận. Ông Joe Biden nhận được ủng hộ từ 53% cử tri đã đăng ký so với 39% của Tổng thống Donald Trump. Với khoảng cách 14 điểm này, hiện ông Biden đang ở vị trí dẫn đầu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Những người cao tuổi đã không ủng hộ ông Trump, hiện nhóm này đang ủng hộ ông Biden với tỷ lệ 62%, 35%, trong khi nhóm phụ nữ ngoại ô chiếm 58%, 33%. Nhóm đàn ông từ 50 tuổi trở lên đã chuyển từ lợi thế 13 điểm cho Trump trong cuộc thăm dò trước cuộc tranh luận của NBC News Wall Street Journal sang lợi thế 1 điểm cho ông Biden trong cuộc thăm dò mới nhất này. Các lực lượng vũ trang Anh sẽ được huy động tham gia phân phối vaccine phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cùng với cơ quan y tế quốc gia NHS trong bối cảnh nước này đang nỗ lực kiềm chế số ca lây nhiễm tăng vọt. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã công bố thông tin trên tại hội nghị trực tuyến của Đảng Bảo thủ. Việc huy động các lực lượng vũ trang tham gia là cần thiết bởi theo ông, vấn đề không chỉ là phát triển và thử nghiệm vaccine, công việc đang được tiến hành hiện nay, mà còn là phân bổ vaccine theo ưu tiên. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết trong thời gian chờ hoàn tất cơ sở dữ liệu bệnh án cuối cùng, NHS đã xây dựng dự thảo trình tự ưu tiên tiếp cận vaccine. Ông cũng cho biết đến nay đã có 15 triệu lượt tải ứng dụng NHS COVID-19, một phần nỗ lực của chính phủ Anh tăng cường khả năng xét nghiệm và truy vết. Tòa án cấp cao Malaysia đã đồng ý tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ bê bối tại quỹ 1MDB do ông Najib đang trong thời gian cách ly 14 ngày tại nhà sau khi trở về từ bang Sabah ngày 27 tháng 9. Đây là bang có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất tại Malaysia. Theo lịch trình, phiên tòa xét xử ông Najib sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8 tháng 10. Tuy nhiên, sáng 5 tháng 10, thẩm phán Colin Lawrence Sequeira đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của ông Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này. Ông Najib bị truy tố với 4 cáo buộc về lạm dụng quyền lực trong thời gian giữ các chức vụ Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ 1MDB để nhận được khoản tiền lên tới 2,28 tỷ ringgit, tương đương với 5,5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, chính trị gia này cũng đã đối mặt với 21 cáo trạng về hành vi rửa tiền liên quan tới 4,3 tỷ ringgit, tức là hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu bị kết án, cựu Thủ tướng Najib có thể bị phạt tù lên tới 20 năm. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng vào đêm 4 tháng 10, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào tối qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Công an đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định, tài xế Nguyễn Thế Tuấn điều khiển xe ô tô 7 chỗ không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông. Liên quan đến vụ việc, sáng 5 tháng 10, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ban An toàn Giao thông tỉnh, huyện Thanh Chương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và bước đầu hỗ trợ gia đình có người tử vong 8,4 triệu đồng mỗi nạn nhân. Vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô 7 chỗ với 3 người đang di chuyển trên cầu treo chợ Chùa bắc qua sông Giang, huyện Thanh Chương đã tông vào 2 người trên xe máy. Sau va chạm, chiếc ô tô cùng một người đi xe máy rơi xuống sông, một người đi xe máy ngã trên cầu, cả 5 nạn nhân đều tử vong. Thông tin từ vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc xét tuyển đợt 1, phần mềm tuyển sinh đã giúp thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất và giúp các trường tăng cường kiểm soát thí sinh ảo. Sau kết quả xét tuyển đợt 1, có 83 trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50%. Các trường sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ 15 tháng 10 tới cho đến hết năm 2020. Những trường này chủ yếu là các trường ngoài công lập, các trường thuộc tỉnh, các trường ở vùng sâu, vùng xa, các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non.
theo kết quả xét tuyển đợt 1, sơ bộ có 161 đơn vị tuyển đủ chỉ tiêu. Vụ Giáo dục Đại học đánh giá số liệu này phản ánh công tác tuyển sinh năm 2020 đã đạt được tiêu chí nhanh gọn, thuận lợi, nhẹ nhàng, hiệu quả, giảm được áp lực cho các đợt tuyển sinh bổ sung. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết một nam thanh niên 23 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội đi Nhật Bản hôm 30 tháng 9 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm bằng test nhanh tại sân bay Narita, Nhật Bản. Hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm real-time PCR của bệnh nhân này, nhưng CDC Hà Nội đã triển khai giám sát và lấy mẫu xét nghiệm với 9 người thân trong gia đình bệnh nhân, đồng thời tiến hành khử khuẩn môi trường tại khu vực. Về dịch tễ, người này không có tiếp xúc với người bệnh và vùng dịch trước khi đi Nhật. Đây là trường hợp thứ 11 được phát hiện dương tính với COVID-19 qua test nhanh khi đi từ sân bay Nội Bài Hà Nội đến Nhật, Hàn Quốc và Pháp từ tháng 8 đến nay. Nhưng 10 người trước đó đều có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng real-time PCR. Tại Việt Nam, từ mùng 3 tháng 9 đến nay, không có thêm ca bệnh COVID-19 lây nhiễm từ cộng đồng. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng qua, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thanh long là chủng loại xuất khẩu chính với trị giá chiếm gần 52% tổng xuất khẩu chủng loại quả. Theo Cục xuất nhập khẩu, hoạt động thông quan thuận lợi và nhu cầu tăng tại Trung Quốc là yếu tố chính làm tăng trị giá xuất khẩu thanh long của Việt Nam trong tháng 8 vừa qua. Đáng chú ý, thị phần quả dừa tươi của Việt Nam tăng mạnh trong tổng nhập khẩu của Thái Lan. Đối với chủng loại sản phẩm chế biến, các sản phẩm chế biến từ chanh leo, xoài, ớt, dừa, cơm dừa, dứa là những mặt hàng xuất khẩu chính. Tuy nhiên, xuất khẩu chanh leo chế biến có xu hướng giảm. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm hiện tại, khoảng trên 10 tấn cá lồng nuôi trên sông Đà bị chết. Các hộ nuôi cá nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do nhà máy thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy lũ khiến lượng bùn tăng lên, cá bị ngạt khí, ngộ độc rồi bị chết. Trước đó, ngày 2 tháng 10, nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu thực hiện mở cửa xả đáy số 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã cử cán bộ xác định nguyên nhân cá chết, thống kê thiệt hại, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại cho những hộ nuôi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin 15 giờ ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.